dừng sản xuất iPhone 12 mini cho thêm một sản phẩm iPhone nữa nhưng không phải là Pro Max mà lại là Max thường có nghĩa là sẽ có hai con Max trong năm sau <laughs> Apple đúng là biết làm tiền thật Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab Quên không giới thiệu, Tốn Ngọc đây Đáp cái cho vui 4 chiếc iPhone năm sau của chúng ta sẽ bao gồm hai con Max và một con thường cũng như là một con Pro đây là một nước đi mình thấy rằng hơi bất ngờ nhưng hoàn toàn có thể đoán được bởi minchiqua đã phân tích khá là rõ trong những cái tin leak đầu tiên vào trong tháng này của ông thực ra mà nói thì minchiqua mình khá là tin ông ta bởi vì ở trên apple track ông ta đúng khá là nhiều đừng có xem john browser nhé, ông này thì cho việt vị mấy lần rồi nhưng không sao quay trở lại với thông tin về những sản phẩm iphone của năm sau thì các bạn đều sẽ thấy rằng là như mình nói rồi hai sản phẩm max một sản phẩm thường và một sản phẩm Pro Đây là một cái cách mà Apple sẽ tiếp tục làm tiền và hút máu hay chăng? Như các bạn đều biết, năm ngoái là năm đầu tiên mà Apple cho ra mắt đến 4 sản phẩm trong cùng một đợt ra mắt Còn về doanh số thì 12 Pro, 12 thường và 12 Pro Max đều có chỉ ngoại trừ chiếc iPhone 12 mini thôi Và mặc dù iPhone 12 mini vẫn bán được rất nhiều, thu lãi về rất nhiều cho Apple Nhưng với Apple thì đây vẫn là một cái nỗi nhục hay chăng? Bởi vì nó chiếm có 5% doanh số của toàn bộ những cái dòng sản phẩm iPhone 12 của chúng ta mà thôi. Và đó là lý do vì sao mà họ đã quyết định là dừng sản phẩm này vào quý 3 năm 2021 khi mà chúng ta sẽ có iPhone 13 mini. Thực ra mà nói thì cái việc Apple iPhone 12 mini lọt vào top doanh thu ấy thì cũng đương nhiên thôi bởi vì mức giá của nó khá là cao Ví dụ các bạn tham khảo ở shop đăng thì mức giá nó loanh quanh khoảng 15-16 triệu cơ Và sắp tới thì, à không, mình không thể tiết lộ Và những sản phẩm như là iPhone 12 Pro Max các bạn xem ở shop đăng thì vẫn có mức giá rất cao Hoặc là những cái sản phẩm như là iPhone 12 64GB vẫn là 19 triệu đồng cơ Mức giá cao như vậy mà vẫn có rất nhiều người sẵn sàng mua thì chẳng nói gì đến việc là iPhone 12 mini Lọt cái top danh số quý đầu năm 2021 cả các bạn quan tâm đến sản phẩm này đừng quên truy cập đường link bán hàng của shop đăng nha. Mỗi sản phẩm các bạn mua ở đây sẽ đóng góp 50.000 vào quỹ vaccine phòng chống Covid dưới tên của các bạn luôn. Một hành động rất là nhân văn đúng không? Và các bạn quan tâm nhiều hơn đến những thông tin về Apple có thể truy cập vào group Mê Công nghệ Relapse Friends còn không thì vào UFPO cũng được. Quay trở lại với iPhone 5 sau của chúng ta thì các bạn thấy không? Chi tiết về 4 sản phẩm iPhone 5 sau của chúng ta sẽ bao gồm là iPhone 14 với màn hình 6.1 inch, mức giá sẽ là 799 đô tương đồng với iPhone 12 cơ bản bỏ đi iPhone 14 mini mà sẽ có đây đó là iPhone 14 Max với màn hình là 6,7 inch mức giá là 899 đô la Mỹ đây là một line sản phẩm hoàn toàn mới và cũng là một mức giá hoàn toàn mới mà chúng ta đã có à, với iPhone 14 Pro thì nó sẽ tương đồng với iPhone 12 Pro ở thời điểm hiện tại cũng là khoảng 999 đô theo giá nhà mạng và với iPhone 14 Pro Max cũng sẽ là 1099 đô tương tự với iPhone 12 Pro Max giá nhà mạng ở bên Mỹ có công bố nhận định về việc này mình thấy rằng mình không khen Apple nhưng mình thấy họ thông minh Họ thông minh ở chỗ là họ đã bỏ đi một cái dây chuyền sản xuất Nó khác biệt hoàn toàn so với những con máy còn lại Kết thúc nó vào năm 2021 Và sẽ tiếp tục kết thúc iPhone 13 mini vào năm 2022 Và thay vào đó là một sản phẩm hoàn toàn mới Lưng chừng giữa cái phiên bản cơ bản và phiên bản Pro Đó là phiên bản cơ bản nhưng mà lại Max Thì họ chỉ cần bi nguyên lại cái dây chuyền của con Pro Max mang xuống đây và thế là họ có một sản phẩm mới và biết đâu họ lại có được thêm tiền thì sao? Theo như mình nhìn nhận thì con iPhone 14 Max này nó sẽ có mức giá loanh quanh ở Việt Nam là khoảng 22 triệu theo như tính toán của mình nhá. Và với mức giá 22 triệu thì bây giờ họ đã có thêm một lựa chọn. Nghĩa là họ không cần phải có nhiều camera, họ không cần phải có những công nghệ mới nhất, đỉnh cao nhất nhưng họ lại có một cái chiếc màn hình to. Cái điều này nó đánh đúng vào cái chỗ ngứa luôn. Có nghĩa là ngày xưa các bạn muốn một chiếc điện thoại iPhone giá rẻ thì các bạn phải mua iPhone 12 iPhone 11 Nhưng mà đổi lại màn hình các bạn lại không quá to Nhiều người là muốn giải trí trên màn hình lại không được Nhưng bây giờ đã có thêm một cái sản phẩm nữa Có nghĩa là mức giá nó không quá cao như cái bản Pro Max Mà nó lại có cái màn hình to đáp ứng được nhiều những nhu cầu khác nhau Và thêm vào đó nữa là chắc chắn thời lượng pin cũng sẽ lâu dài hơn Vậy cái việc cho ra mắt cái phiên bản thường Max hay chúng ta gọi nôm na là iPhone 14 Max ấy thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào về doanh số cũng như là cái nhu cầu sử dụng người dùng. Về doanh số thì theo mình dự đoán năm sau những cái sản phẩm iPhone nó sẽ không còn dồn về một con nữa. Thay vì cái việc như năm nay họ chỉ mua 12 thường hoặc là chỉ mua 12 Pro Max thì mình nghĩ rằng năm sau cái con yếu nhất sẽ là 12 Pro những doanh số và doanh thu còn lại sẽ chia đều ra cả ba máy thì uh, mình sẽ dự đoán là như vậy. Không biết là các bạn dự đoán nào thì đừng quên để lại kiến comment. Uh, thứ hai, về mặt tác động đến người dùng thì rõ ràng chúng ta có nhiều thêm những cái sự lựa chọn rồi. Cá nhân mình nghĩ rằng chúng ta vẫn cần phải chờ xem là Apple sẽ làm gì và sẽ có những gì trên line sản phẩm của năm sau, nhưng mà mình thấy rằng đây cũng là một nước đi khá là hợp lý ấy chứ. Mà nó còn hợp lý thêm một điểm này. Các bạn nhớ không? Năm nay sẽ không có phiên bản SE và cái cách thức họ ra máy như này nó càng trở nên đúng đắn hơn khi mà họ sẽ loại bỏ toàn bộ cái dòng mini đi mà họ sẽ tiếp tục ra mắt cái phiên bản se vào năm sau và kèm theo đó là họ sẽ bán thêm một phiên bản nữa có nghĩa là năm sau họ vẫn sẽ ra năm máy và năm cái máy này nó bao gồm đủ những cái nhu cầu từ mức giá cho đến uh, kích thước cho đến tính năng và mình thấy rằng ở thời điểm hiện tại nhìn về tương lai ở năm sau ấy họ ra năm cái sản phẩm này nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều so với cái việc là chúng ta có bốn chiếc iphone một chiếc iphone se con mini và con se nó lại dẫm chân nhau rồi thì đến năm sau họ sẽ không còn cái sự dẫm chân này nữa họ sẽ không cần mua mini họ đổ xô mua con se là được rồi nếu muốn màn hình nhỏ họ lại có thêm một cái lựa chọn đó là con thường max và đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay cá nhân mình không phải là người đánh giá cũng như là nghiên cứu chi tiết về thị trường với apple thì mình thấy rằng đây là một chính sách ra máy hợp lý với người dùng thì chúng ta có nhiều thêm những cơ hội những cái sự lựa chọn còn apple xưa nay họ hút máu thế nào thì chúng ta đều biết rồi chẳng cần phải nói quá nhiều về điều này nữa và đây vẫn là một trong những các cách họ làm khá thông minh các bạn nghĩ sao về chính sách ra máy này và các bạn nghĩ gì về phiên bản thường Max hay là 14 Max có thể để lại ý kiến ở phía bên dưới. Mình rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp từ các bạn. Các bạn thấy hay đừng quên bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh youtube của Relap để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.